Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay hành trình chuyển giới chúng ta sẽ tiếp tục và được gặp gỡ qua người đẹp Thủy Tiên. Tập vừa rồi thì chúng ta gặp gỡ qua người đẹp Triệu Mẫn. Thì tập này chúng ta sẽ được gặp gỡ qua người đẹp Thủy Tiên, hai cô gái có chung một hành trình. Hello, chào tất cả mọi người, em chào chị. Chào Thủy Tiên. Dạ. Ngày hôm nay Thủy Tiên có thể ngồi ở đây để tâm sự với Thảo và cũng như là chia sẻ đến tất cả cộng đồng chuyển giới cũng như là hành trình chuyển giới. Thì những ngày vừa qua Thủy Tiên trải qua một cái cuộc đại phẫu thuật như vậy, Thủy Tiên có thể kể cho tất cả mọi người biết là cái cảm giác của Thủy Tiên như thế nào không? Dạ, trước hết thì em xin gửi lời chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay em đợi rất là lâu, cũng hai mươi mấy ngày qua là em đợi để ngồi để được nói chuyện tâm sự, là như là để cho em có được cái cảm nhận là em đã trải qua một cái hành trình rất là dài, một thay đổi một cái cuộc đời của em sang một trang mới rồi. Bây giờ em có thể kể cho mọi người là hai mươi mấy ngày vừa qua em trải qua cái cuộc đại phẫu thuật đó như thế nào? Nó có đau đớn lắm đối với em không? Và cái cảm giác của em khi mà được lên giường mổ và được trở thành một người con gái thật sự, và cho đến giờ phút này là em đã được thành con gái gần một tháng rồi, thì cảm giác của em như thế nào? Em có thể chia sẻ đến mọi người để các bạn trong cộng đồng chuyển giới mà chưa tìm lại được chính mình thì họ có thể nghe để mọi người có thể tìm hiểu nhiều hơn. Dạ thì trước hết thì em xin nói là những cái bạn nào mà có ý định chuyển giới thì hãy tranh thủ cơ hội, hãy tranh thủ thời gian để quyết định chuyển giới. Còn về cái quá trình chuyển giới của em thì nói chung là khi trong cái cuộc hành trình đó mình chỉ là biết nôn để mình cái cảm giác của em là chỉ nôn để được mình lên được cái bàn mổ để mình được phẫu thuật chuyển giới thôi, chứ còn cái cảm giác sợ thì em không có sợ. Và em hoàn toàn không sợ, tại vì em đã chấp nhận đi con đường này rồi, là có nghĩa là mình đã phải thực hiện ước mơ của mình chứ không phải là sợ nữa. Trong những ngày vừa qua thì sau khi hành trình chuyển giới phát ra tới tập 18 thì Thảo nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của cộng đồng chuyển giới cũng như tất cả mọi nơi. Rất là nhiều người đã thích cái hành trình chuyển giới cũng như thích cái ngôi nhà bướm bướm của chúng ta. Thì có nhiều người hỏi là chị ơi, phẫu thuật như vậy có đau hay là không? Thì em có thể giải thích cho mọi người biết là có đau không? Trước hết thì mình xin nói lại là học và phẫu thuật thì không có đau, nó mình gắng chịu đựng chỉ là một ngày đầu, hai ngày đầu thôi, thì cái cơn đau nó đã qua rồi là mọi chuyện nó sẽ qua hết, nó không có gì phải đáng sợ hết, Có sẽ đau là đúng không? Nhưng mà nó nó không có không phải gì là ghê gớm ghê quá, gớm quá. Đúng rồi, đúng rồi. mình có thể chịu được cái nỗi đau đó. Giờ khi mà bây giờ mình nói trước là cái cảm nhận của mình như thế này, là khi mà mình đau rồi thì mình cứ cứ nằm đó, im Cố đó, gắng. cố gắng, thì bây giờ mình ăn ăn một cái chút gì đó rồi uống thuốc vô là cái cơn đau nó sẽ hết, Ừ, nó nó chặn không cử đau có. cho mình đúng Dạ không? đúng rồi. Và trong cái thời gian mà mình 3 cái ngày đầu tiên mà mình mới về Việt Nam ấy, mới về cái khách sạn, trong 3 ngày đó thì thật sự là nó rất là đau, nhưng mà mình phải cố gắng mình vượt qua. Dạ Tại vì sau 3 ngày đó rồi mà mình được cắt chỉ xong rồi nó rất là nhẹ đúng không? dạ Và dạ sau 3 ngày cắt chỉ xong rồi thì nó đã thoải mái được chút xíu, và đến 7 ngày thì cắt kẽm thì nó lại càng thoải mái hơn. Và sau khi cắt kẽm thì mình đứng đi đồ tất cả mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ ok hơn đúng không? Dạ, thì đó là một cái hành trình cũng nói chung là cũng rất là dài, dài quá, dài thì nó không có dài quá, nhưng mà nó trải qua rất là nhiều cái cung bậc, những cái kỷ niệm khác nhau. Nhưng mà chị nghĩ á, có rất là nhiều người ước mơ để được phẫu thuật chuyển giới, nhưng mà có một số bạn thì nói là nếu biết phẫu thuật chuyển giới đau đớn như vậy thì sẽ không đi phẫu thuật. Nhưng mà nếu nếu mà mình nói cái điều đó thì chắc có lẽ là đau quá cho nên là mình có thể là mình nói như vậy thôi, chứ thật sự là ở Việt Nam có rất là nhiều các bạn chuyển giới và đâu phải ai cũng có số tiền lớn để đi phẫu thuật chuyển giới. Dạ đúng Và rồi. khi mình đã được lên cái giường mổ để phẫu thuật chuyển giới rồi á, thì mình đã hạnh phúc hơn rất là nhiều người rồi. Cho nên thì theo như chị thì ngày xưa chị đi phẫu thuật chuyển giới có một mình thì chị đang cảm nhận cái nỗi đau đó chị đổi thành cái hạnh phúc. Chị hạnh phúc từng ngày, từng ngày, từng ngày để chị trông làm sao mà để chị trở về Việt Nam để cho tất cả mọi người ở xóm hay là những bạn bè thân của mình cảm nhận được mình đã thành một người con gái thật sự rồi. Chứ mình cứ nói là trời ơi, tôi vừa gọi là đau đến nỗi mà gọi là chết đi sống lại cái nỗi đau đó, chị nghĩ không có đến nỗi như vậy đúng không? Dạ đúng Theo em cảm rồi, nhận. theo như là em không cái đau đó là chỉ đau là mình có thể chịu đựng cái nỗi đau đó, tại vì ước mơ của mình là quan trọng nhất,
mình có thể thay đổi được chính mình để cho người ta nhìn mình bằng con cặp mắt khác. Ừ. Đó có là cái niềm vui để lấn át cái nỗi đau đó. Ừ. Khi mà em nằm trên giường thì em đã suy nghĩ gì, cho nên nó sẽ vượt qua hết. Trong cái chuyến đi lần này em có cảm thấy hạnh phúc không khi được nằm chung với Dược Mẫn? Thì nói chung nhắc cái chuyện bản này nhiều cái cung bậc cảm xúc Mắc chị, cười lắm đúng không? nhiều cái giỡn, ngày nào cũng giỡn 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 rồi qua 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 ngày qua ngày qua ngày vậy đó. Điều mà em sợ nhất trong cái cuộc hành trình này là cái gì? Chắc có lẽ là nửa đêm em quay qua gặp Dược Đợt nửa đêm Mẫn nửa đêm em gặp quen được chưa mẫn đúng không? thà Em kể là đi. son đánh kem với chân mày. Em nói trời sao mày gì mà lạ vậy, gì đâu mà kỳ vậy. Cái em ấy lấy cái máy em tính chụp hình rồi, nhưng mà thấy ngủ sai quá, tại vì giấc ngủ thì đôi khi lúc mà mình uống thuốc đó rồi về nửa đêm em thức dậy, chực giờ chị thức dậy là bắt đầu em quay là em mắc cười dữ lắm chị ơi, em hết sức tưởng Phải tượng. lúc đó em có chụp hình là em đưa cho mọi người xem, lúc này chắc mắc cười lắm. Chịu Mẫn rất là vui nha mọi người, có nghĩa là Thủy Tiên hỏi chứ tại sao em lại đi tha son trước khi đi ngủ mà em đi trang điểm tha son như vậy, thì Chịu Mẫn trả lời là tại vì tối em muốn làm vậy á, để tới sáng cái là em vẫn còn đẹp. Rồi xong cái sáng em rửa mặt súc miệng xong cái em thoa lên tiếp cái để dành tới chiều em cũng còn đẹp, cho dù mình đi phẫu thuật có đau đớn thế nào thì mình cũng phải vẫn làm đẹp đúng không? Thật sự là Chịu Mẫn là cái người rất là mang đến cái nụ cười cho cả nhà. Và Thủy Tiên á, thì tánh trầm ít nói nhưng mà Chịu Mẫn thì cái người lại mang tới niềm vui. Nhưng mà rất là vui khi cái chuyến đi lần này có hai cô gái thật sự rất là thương nhau, rất là quý nhau, thì mong rằng cái tình bạn đó sau khi trở về Việt Nam thì cái tình bạn đó vẫn gắn kết với nhau lâu dài như vậy, để cho chị em có cái sự gọi là tương tác với nhau trong cuộc sống. Sau khi Thủy Tiên trở về thì cái công việc tiếp theo là em sẽ làm công việc gì? Có lẽ là dự định của em nó cũng đã dự định hết rồi, là em sẽ đi hoàn thành hết ước mơ của em xong rồi thì em sẽ tìm một cái công ty nào đó để làm, để trang trải cuộc sống hàng ngày của em. Như Triệu Mẫn nói là trong cuộc đời Triệu Mẫn có một cái kỷ niệm đáng nhớ là bị bắt ghen, còn trong cuộc đời Thủy Tiên thì cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình là chuyện nhớ, thì cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất? Em thấy cuộc kỷ niệm đáng nhớ lúc là mình mới chuẩn bị làm người con gái. Lúc đó cực khổ cũng có, buồn vui cũng có, bị cha mẹ chửi cũng có. Em nói với chị là hồi cái thời điểm đó ha, rất là khổ. Có bị trai làm khổ không? Trai hả? Trai chỉ mang đến niềm vui thôi. Chứ không có cực khổ. Em có bao giờ yêu ai đến nỗi mà gọi là chết chết đi sống lại vì người đàn ông đó Cái đó thì không có chị. Cái là tình cảm thì mình đến với nhau thì mình thấy là mình tin tưởng được, thì không? tin Mình tưởng tình yêu của đến. mình, tin vào cái người người mình mà mình chấp nhận là yêu, thì không có gì mà phải 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 suy nghĩ đắn đo cái chuyện đó. Theo như cái cách nói chuyện của em thì chị cảm thấy là em rất là mạnh mẽ trong cái cuộc sống. Có nghĩa là em trầm lặng ít nói nhưng mà những cái lời nói em nói ra thì chị biết là trong cái cuộc sống em rất là trầm lặng. Cho đến thời điểm này thì em trải qua bao nhiêu mối tình? Mối tình thì em cũng Chắc đếm không không phải là đúng không hết. hết. Mà nói mà cũng có một mà nói chung là cái cuộc tình hiện tại của em rất là hạnh phúc với nhau, Rất là kỷ niệm đúng không? dạ có nhiều Hiện kỷ tại bây giờ niệm. vẫn còn quen với người đó. Dạ còn Người đó có hứa sẽ cưới em không? cũng có dự định đó đó Cũng chị. có dự định đúng không? Tại vì bây giờ cộng đồng xã hội Việt Nam hiện giờ cũng đang rất là cởi mở, cho nên là chúng ta cũng có quyền đến với nhau và vẫn có quyền đám cưới. Nhưng mà ngày xưa ước mơ người chuyển giới là ước mơ là sẽ không bao giờ có được cái một lần lên xe hoa, và ngày hôm nay thì rất là nhiều người trong cộng đồng chuyển giới được lên xe hoa, thì cái ước mơ đó em có bao giờ em nghĩ là em sẽ được lên xe hoa Em không? thì em không có nghĩ là mình phải bắt buộc là mình phải lên xe hoa. Thí dụ bây giờ giả sử như là hai người thương nhau thì mình theo em thì em muốn để cho người ta biết là mình có được hạnh phúc thôi, còn cái chuyện đám cưới hay không đó với em nó không Không quan quan trọng. trọng. Quan trọng là người đàn ông đó có tốt với mình hay là không, và quan trọng là người ta tốt với mình mà mình có thật sự tốt với người ta hay là không, chứ không phải là cộng đồng chuyển giới. Chị thấy là có rất là nhiều người sống rất là hạnh phúc, giống như bản thân chị cũng sống với chồng chị được 10 năm rồi, chị cảm thấy là người đàn ông đó rất là tốt với chị, và người đàn ông đó lúc nào bên cạnh chị cũng chăm sóc lo lắng cho chị cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì chị mong là em cũng sẽ gặp được một cái mối tình một người đàn ông cũng tốt với em vậy, giống như là hiện tại em đang có một người đàn ông đó, thì chị mong là người đàn ông đó sẽ chăm sóc luôn bên em và em cũng sẽ trân trọng cái tình cảm đó. Đừng có đi phẫu thuật về xong rồi cái bỏ người ta nghe không? Chị nói trong tâm trạng của người đó đó Có chị rất tại vì á,
mỗi lần mà có nhiều em đi qua đây phẫu thuật chuyển giới xong cái chồng chồng không cho, thôi bà đi phẫu thuật vậy rồi về mất công bà bỏ tôi. Cho nên có rất là nhiều người, người ta không, nhiều người đàn ông mà người ta thương người chuyển giới rồi. Thật sự mà nói không phải là trong cái cộng đồng này mà người người chuyển giới bị gọi là không được yêu thương, là không gặp được tình cảm chân thật với mình. Không phải, cái bản thân của Thảo trải qua rất là nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống, và Thảo gặp gỡ rất là nhiều người bạn trong cuộc sống. Có nhiều người không đẹp, chưa phẫu thuật, rất là bình thường, nhưng mà họ được cái những cái mối tình rất là đẹp. Nhiều người đàn ông thương, rất là thương, cực kỳ thương. Giống như em cũng đã có một cái mối tình, em đã kể với chị là cái người đàn ông đó rất là thương em. Cho nên là quan trọng là mình đừng nghĩ mình là người chuyển giới sẽ không bao giờ có người đàn ông nào thương mình thật sự, rồi cái mình sẽ không thương lại người ta thật sự. Cho nên là mình hãy yêu người ta bằng bằng cái tấm lòng của mình thật sự, thì người đàn ông nó cũng sẽ thương mình với tấm lòng thật sự. Quan trọng là đi phẫu thuật về rồi đừng bỏ người ta, nghe không? Nói chung là sau hai mươi mấy ngày vừa qua thì chị em ở bên nhau, gắn kết bên nhau, thì sau khi tụi em về thì chị cũng nhớ. Thì chị mong là sau này em làm có tiền rồi, em sẽ có một cái cơ hội nào đó để em đi qua đây đi đi du lịch, để thăm cái ngôi nhà bướm bướm chúng ta, và sẽ thăm những con bướm bướm mới, những con bướm bướm mới để chuẩn bị thành, những kỷ niệm mới, đúng những rồi đúng hành rồi, trang để mới. mình có thể trao dồi trực tiếp, để mình có thể chia sẻ trực tiếp. Tại vì mình đi qua Thái Lan không phải là để đến đất nước này để mình đi phẫu thuật không, mà mình qua đây để nhiều khi mình còn phải đi du lịch nữa, đúng không? Còn nhiều nơi, còn nhiều chỗ để mình du lịch mà, rất Ừ, là đúng đẹp. rồi. Cái điều mà sắp tới thì em muốn làm đẹp cho bản thân mình là làm cái gì? Trước tiên là chắc chắn là em cũng sẽ là gặp lại chị một lần nữa. Tại vì cái dự định của em rất là nhiều, trong của chị cũng như là gương mặt của em thì bây giờ nói chung là em cũng phải còn làm rất là nhiều. Thì làm, thí dụ là bây giờ lỡ rồi, phải làm cho tới đó chị. Ở trên mạng thì người ta khen Thủy Tiên rất là nhiều, nói là Thủy Tiên mềm mại, da dẻ rất là hồng hào trắng trẻo, và Thủy Tiên cũng rất là xinh đẹp rồi. Có thể là sau cái tập này thì mọi người nói là Thủy Tiên đẹp rồi, còn làm đẹp chi nữa. Nhưng mà thật sự là người chuyển giới thì không thể nào dừng lại. Có nghĩa là mình không phải là mình cứ chạy theo cái làm đẹp, nhưng mà mình phải chăm sóc cái sắc đẹp đó hoài thì cái sắc đẹp nó mới đẹp hoài. Chứ còn thật sự ra có nhiều người đi phẫu thuật về rồi nghĩ là sẽ không tiêm hormone nữa, tại vì mình đã thành con gái rồi thì không cần phải tiêm nữa. Nhưng mà thật sự có, đó là cái sai lầm. Mình nên thỉnh thoảng đi test hormone, mình sẽ biết được trong cơ thể mình có hormone hay là không. Có nhiều bạn chuyển giới hỏi là chị ơi đi test hormone ở đâu, thì mình vô trong bệnh viện á, trong bệnh viện hay là những cái phòng khám tư nhân cũng được. Mình nói là mình xét nghiệm test hormone thì những cái bệnh viện nó cũng có test hormone, giống như vừa rồi chị cũng có đi test hormone. Một năm chị đi test hormone một lần. Cho nên là bác sĩ khuyên mình là nên sử dụng hormone đều để cho cái cơ thể mình nó sẽ mượt mà giống con gái. Và đặc biệt một điều, chúng ta không tiêm hormone thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng bị hụt hẫng hormone, là cái cơ thể của mình sẽ rất là bị buồn, dễ bị buồn và dễ bị nóng tính, rồi cái cơ thể mình nó bị khô khan, nó sẽ giống như là nam á, nó trở về giống như nam. Cho nên chúng ta phải thường xuyên tiêm hormone và chúng ta phải thường xuyên làm đẹp. Thì chị có một cái phần quà nhỏ nhỏ, giống như vừa rồi thì chị có hứa với Triệu Mẫn là chị sẽ tặng 5 triệu khi mà Triệu Mẫn làm răng ở bên dịch vụ bên chị. Thì nếu như em có muốn làm đẹp giống như hiện tại bây giờ, thì em có nói là cái mũi của em nó không có được đẹp, thì khi nào mà em có muốn làm đẹp bên chị mà giống như em muốn phẫu thuật thẩm mỹ mũi lại, thì chị sẽ cho là em 5 triệu. Em cảm Ừ, ơn cái chị. ca phẫu thuật đó như thế nào thì chị sẽ cho là em 5 triệu để em có thể đỡ tốn kém phần nào đó. Chị muốn một chút xíu nào vào đó phần quà chị gửi cho em khi mà em đã đến với dịch vụ với bên chị, và chị cảm ơn các em đã tin tưởng dịch vụ bên chị để các em có thể tìm lại chính mình và được nguyên vẹn như vậy để trở về với gia đình. Đó là điều mà tụi chị rất là hạnh phúc. Sẵn ở đây em là cũng thay mặt những cái bạn chuyển giới, cái thay mặt chịu mặn em cũng rất là cảm ơn chị. Và người cảm ơn thứ hai là chị Đào, mẹ nuôi, coi như là một người mẹ đi, rất là thương, rất là lo chăm sóc cho em. Em nói với chị là từ xưa giờ mẹ em, tuy rằng mẹ em đẻ em ra nhưng mà chưa bao giờ mà không Dân biết cơm giờ nước cái thời nhỏ này em không nhớ, nhưng mà cái thời sau này là chưa, mẹ em chưa bao giờ mà cầm cái quần mà mặc cho em ấy. Em đúng thấy chị Đào mà hàng ngày mà chợ tới ngay tới giờ mà đi chích thuốc đó, lấy quần ra cầm quần từ để vô cái giò, để từng một cái chân chân vô không? rồi kéo lên cho mình. Trời, thấy hả, thấy thương chị Đào dữ lắm, em nói thiệt, trong lòng em thương chị Đào lắm. Cái dịch vụ nào cũng là cũng tốt hết. Không riêng dịch vụ của Lâm Thanh Thảo tốt, nhưng mà tất cả các dịch vụ đều tốt hết và đều muốn làm những điều tốt đẹp cho bệnh nhân. Và cái dịch vụ bên Thảo thì Thảo, cái điều mà Thảo hạnh phúc nhất á,
là mỗi lần mà mình làm cái gì, cái mình dẫn một cái bạn nó đi phẫu thuật chuyển giới, và sau khi các bạn đó về và được lành lặn khỏe mạnh, là cái điều đó là cái dịch vụ của Thảo rất là vui, rất là mừng, và không bị trục trặc gì, không có trở qua nữa, thì điều đó Thảo rất là vui. Và vui hơn nữa là mỗi lần mà cảm nhận được là khi các em nói là em cảm ơn chị rất là nhiều, những ngày vừa qua em ở bên bên đây được mấy chị chăm sóc rất là tốt, em rất là cảm ơn mấy chị, cái điều đó nó sung sướng hơn ai khi ai cho tiền. Yeah. Thật sự mà nói là khi Thảo nói cái số tiền là 95 triệu để đi phẫu thuật bên dưới và 50 triệu đi phẫu thuật bên trên, có nhiều bạn nói là chị ơi em khổ quá, chị có thể nào bớt chút đỉnh cho em hay là không, nhưng mà thật sự là có nghĩa là không phải là Thảo không có bớt được, nhưng mà cái giá đó là giá quy định của tất cả chị em. Chứ nếu mà Thảo nhận cái người này giá này và Thảo nhận người kia giá kia thì cái điều đó sẽ không có tốt cho cái công việc của Thảo và cái uy tín của Thảo. Cho nên là Thảo muốn á, là cái đúng cái giá đó, nếu các bạn cảm thấy sự tin tưởng của cái dịch vụ đó thì mình cứ đi đúng như vậy. Và khi mà ở bên nhau thì Thảo cảm nhận được là em có một cái trái tim tốt, em có một cái công việc nó không bằng mọi người, thì điều đầu tiên là chị sẽ cảm nhận và chị sẽ dành những cái điều gì đó tặng để cho em để bù lại. Chứ còn Thảo không muốn là giống như người này giá này người kia giá nọ, như vậy thì có sự phân biệt. Khi hai người ở bên nhau cái nói là ừ tại sao chị đi em giá này giá nọ, thì em sẽ bị buồn cho dịch vụ mình gì. Yeah. Cho nên là có thể em bị không có điều kiện, em đi cái giá đó không bằng bạn kia, nhưng mà chị muốn trang hoàng đó, cái giá nó phải đều như nhau. Và khi về thì chị sẽ tặng em những cái gì đó khác để bù lại cái điều đó. Chứ Thảo không muốn là cái uy tín của mình nó sẽ bị chênh lệch do cái người khách như vậy. Yeah. Với lại để cho các em trong động trong lòng các em nó không có cái điều vui. Cho nên là sau khi rời xa các nhau ngôi nhà bướm bướm rồi thì chị muốn là các em sẽ nhớ tới chị. Dạ. Yeah. Chị yên tâm đi, lúc nào cũng nhớ tới chị. Bây giờ thì sau 20 mấy ngày như vậy thì hôm nay em có cảm thấy là mình rất là khỏe không? Em hoàn toàn rất là khỏe, chỉ đợi là mong ngày về nhà. Ngày mai là mình được về rồi. Dạ. Yeah. Ngày mai là về rồi, thì ngày mai chúng ta sẽ đi ra sân bay nè, rồi chúng ta về tới sân bay Việt Nam và chúng ta sẽ ghé cái ngôi nhà bướm bướm thứ hai đó là ở Việt Nam, là nhà của chị, để chúng em ở lại thêm một ngày nữa. Rồi cái ngày đó xong chị sẽ phát những cái phần quà là bao nè, rồi gel bôi trơn nè, thì chị sẽ phát những phần quà đó. Những cái phần quà đó cũng trị giá lắm á, nhưng mà chị sẽ phát những phần quà đó là tặng cho các em, để khi các em về nhà các em có thể tự chăm sóc bản thân mình và tự nông cây. Tại vì bắt buộc đi phẫu thuật về là sẽ nông cây, các bạn phải chịu khó nông cây, cho dù nó chỉ đau vài ngày đầu thôi, nhưng mà những ngày sau thì nó sẽ không có đau. Nhưng mà một năm đầu tiên nó rất là quan trọng trong một năm đầu, cho nên là chị muốn khi mà em về là phải chịu khó nông. Nhưng mà cái thời gian mình mới về nông cây nó hơi bị sốt. Cái bã dơ trong đó nó ra thì mình nông cây nó rất là dễ bị sốt. Yeah. Cho nên Thảo cũng muốn nhắc nhở với các bạn luôn là các em á, là khi về nó có hay sốt mấy ngày đầu đó là chuyện bình thường. Chúng ta có thể mua Afarang để chúng ta uống để giảm sốt trong cái thời kỳ đó. Rồi từ từ dần dần nó sẽ quen. Tại vì nông cây mà, cái cơ thể mình nông vô thì nó rất là dễ. Với lại mấy cái lần mà thai từ cây số 2 qua cây số 3 thì nó sẽ rất là dễ bị sốt. Yeah. Cho nên là lúc đó tụi em phải nhớ, chứ đừng có hoang mang, đừng có sợ là tại sao mình cứ bị sốt hoài. Có rất là nhiều người bị chứ không phải là riêng một mình. Thì ngày hôm nay chị muốn truyền đạt đến hôm nay, và chị mong là sẵn đây thì truyền đạt cho tất cả các em, cho dù có đi phẫu thuật ở bên chị hay là không đi phẫu thuật ở bên chị, thì các em cũng có thể biết tự biết cách chăm sóc cho mình. Hoặc là các em có thể mà đi tự túc gia đình mà nuôi mình á, thì các em cũng sẽ có cái tự chăm sóc cho bản thân mình. Mong là Thảo sẽ có nhiều cái cơ hội để chia sẻ trên cái hành trình chuyển giới nhiều hơn, và để những gì Thảo biết Thảo sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người. Nhưng mà đặc biệt đó là có nhiều bạn vô hỏi Thảo về cái cách dùng hormone như thế nào và cái cách phẫu thuật như thế nào. Nhưng mà Thảo nghĩ là nếu như các bạn có nhu cầu thì các bạn hỏi, còn các bạn không có nhu cầu thì các bạn đừng hỏi như vậy. Tại vì có nhiều bạn vô hỏi xong rồi vậy hả, em chỉ hỏi cho biết thôi chứ em không có sử dụng, hay là em không có dùng. Thì nếu mà Thảo không trả lời thì các bạn nói là sao chị Thảo chảnh quá. Nhưng mà khi trả lời xong rồi có nhiều bạn giống như là hỏi để hỏi cho có vậy thôi, thì như vậy thì sẽ làm mất cái thời gian. Tại vì mỗi một ngày Thảo nhận rất là nhiều cái lời mà tư vấn á. Cho nên mong là các bạn sẽ, nếu như chúng ta chỉ muốn tìm hiểu cho biết, thì các bạn có thể vô kênh của Thảo để nghe hành trình chuyển giới, hoặc là những cái clip mà Thảo đưa lên là cách mà sử dụng hormone như thế nào thì các bạn xem. Còn nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ hỏi trực tiếp inbox cho Thảo ha. Và ngày hôm nay thì chúng ta gặp gỡ Thủy Tiên, một người cô gái có cái tánh rất là trầm lặng, rất là dễ thương. Và ngày mai thì mọi người sẽ chia tay ngôi nhà bướm bướm, và ngôi nhà bướm bướm sẽ đón nhận những cái cô gái mới để trở về với ngôi nhà này, và sẽ chia tay với những cô bướm bướm khi đã thành những cô bướm bướm rồi.
Thì Thủy Tiên có lời gì để chia tay với mọi người? Dạ, thông qua buổi trò chuyện ngày hôm nay thì em xin muốn gửi đến những cái bạn chuyển giới đã từng chuyển giới rồi thì sẽ sống sẽ có một hạnh phúc sẽ có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc và có được cái hành trang mới, chuẩn bị cái hành trang mới cho riêng mình. Còn những cái bạn mà chuẩn bị phẫu thuật thì em xin chúc những cái bạn đó là được thành công tốt đẹp và được đẹp như ý muốn của mình. Dạ, xin cảm ơn. Cái tập tiếp theo là chúng ta sẽ gặp gỡ ở sân bay Thái Lan và sân bay Việt Nam, thì mong là mọi người sẽ đón nhận cái tập tiếp theo để chúng ta cùng gặp gỡ qua ngày về, ngày đi và ngày về của hai cô gái trong hành trình chuyển giới của ngôi nhà bướm bướm ha. Mong là tập tiếp theo chúng ta sẽ được gặp gỡ qua nhiều cô gái khác và sẽ có nhiều cái câu chuyện khác để truyền tải và để lan tỏa đến cái cộng đồng, để cho mọi người có thể hiểu nhiều hơn về cộng đồng chuyển giới. Khi mà đạt được cái ước mơ của mình, khi mà chạm đến cái ước mơ của mình nó khó khăn đến mức độ như thế nào và cái sự hạnh phúc đó như thế nào, thì Thảo mong là các bạn sẽ subscribe, Like. like và chia sẻ đến tất cả mọi người, bởi vì cái kênh YouTube của Thảo thì nó mới phát triển cho nên là cũng còn ít cái lượt subscribe lắm, cho nên là mọi người hãy đăng ký thật nhiều để khi mà cái tập mà mới nó phát lên thì tất cả các bạn chuyển giới ở rất là nhiều nơi sẽ được xem và sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trước khi đi phẫu thuật, cũng như là các bạn nam nữ, các cô các chú có con là người chuyển giới thì sẽ xem những cái hành trình như vậy sẽ thương con mình nhiều hơn và sẽ hiểu con mình nhiều hơn. Và sắp tới thì Thảo sẽ có làm thêm một cái talk show nữa, đó là một cái talk show là điều con muốn nói, tại vì từ lúc mà Thảo làm cái hành trình chuyển giới này rồi, Thảo có nhận được rất là nhiều lời của cô chú, của các bạn ở xa, có các bạn ở vùng miền, vùng núi, vùng quê xa hẻo lánh không có biết gì mạng cộng đồng YouTube, và sau khi mà họ vô tình xem được thì họ rất là thích cái hành trình chuyển giới này và có tâm sự với Thảo rất là nhiều cái lời tâm sự, và ngày hôm nay Thảo đang thu thu nhận cả cái ý kiến đó và những cái lời hỏi đó, và sắp tới thì Thảo sẽ làm cái thêm một cái kênh, một cái talk show nữa, đó là talk show điều con muốn nói, để Thảo muốn những người con đang ngồi trước mặt sẽ nói những gì trong lòng mình muốn nói để cho các bậc phụ huynh, các cha các mẹ sẽ hiểu được là chúng con đang muốn làm gì, và các con sẽ hứa với cha mẹ chúng con sẽ sống thật là tốt và sẽ làm những điều gì tốt để giúp ích cho gia đình và cho xã hội. Thì Thảo mong là mọi người đã đón nhận hành trình chuyển giới, thì mọi người sẽ đón nhận cái talk show của Thảo, đó là điều con muốn nói, để mong rằng những cái chương trình như vậy sẽ đem đến nhiều cái bổ ích cho cộng đồng, cho xã hội. Mong là mọi người sẽ đón nhận chúng em nhiều hơn. Xin cảm ơn rất là nhiều. Em xin chúc Nhớ đăng chị ký. thành công trên con đường sự nghiệp của chị. Ok. Dạ. Bye 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 mọi người bye mọi người, nha, con hẹn muốn gặp người ủng hộ lại chị mọi Thảo. người.